Với diễn biến phức tạp khó lường của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành nghị quyết 08 và Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã có chỉ thị 05 rồi tiếp đến là quyết định 2788 áp dụng các biện pháp mạnh để kiểm soát dịch bệnh. Để việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch này đi vào thực chất, hiệu quả, công tác kiểm tra, giám sát đã được cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp tăng cường. Đây là điểm xét nghiệm sàng lọc được phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn tổ chức để lấy mẫu đợt thứ 3 cho đại diện hộ gia đình trên địa bàn. Yêu cầu về giãn cách cũng như quy trình kỹ thuật lấy mẫu được thực hiện nghiêm theo đúng quy định để tránh lây nhiễm chéo ngay tại điểm lấy mẫu. Các đảng ủy viên được phân công thì có trách nhiệm liên hệ với các bí thư chi bộ qua các ban điều hành. Đồng thời thì cũng có một ba đồng chí là đồng chí bí thư, đồng chí phó bí thư thường trực, đồng chí chủ tịch ủy ban dân phường thì cũng trực tiếp xuống các địa bàn nơi có những cái điểm nóng, nơi có những cái phản hồi của người dân để xử lý rốt ráo các cái kiến nghị cũng như vướng mắc. Từ ngày 10 tháng 7 đến nay, dịch bệnh COVID-19 tại Đà Nẵng ngày càng phức tạp và số ca mắc đã vượt mốc 3.000 ca. Trong bối cảnh đó, thành phố đã áp dụng các biện pháp mạnh ai ở đâu ở đó để kiểm soát dịch. Để đảm bảo các yêu cầu của thành phố được thực hiện nghiêm, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện ngay từ cơ sở, bao gồm kiểm tra định kỳ và đột xuất. Nhìn chung thì hầu hết các phường triển khai rất là nghiêm túc. Một cái tinh thần của cái quyết định 2788 được triển khai rất là tốt. Trong đó cái việc chấp hành của người dân thì rất là nghiêm túc. Hầu như là chỉ có những lực lượng chức năng ra đường thôi. Việc triển khai của các phường cũng rất là tốt về cái tuần tra địa bàn, rồi cái việc cấp phát lương thực, thực phẩm cung ứng những cái hàng thiết yếu trong nhân dân. Phân công cho các cấp ủy viên, ban chấp hành quận ủy phân công đứng điểm tại tất cả các địa phương, hàng ngày đều có báo cáo cụ thể, tăng cường các công tác kiểm tra giám sát gắn bó với lại nơi cơ sở thực hiện, và mong muốn rằng là trong những ngày tiếp theo sẽ không còn ca cộng đồng nữa. Để tiến đến chúng ta thực hiện cái kế hoạch của quận Ngũ Hành Sơn để đi đua là xây dựng khu dân cư, tổ dân phố xanh, phường xanh và quận xanh. Những ngày này, Đà Nẵng vẫn đang thực hiện siết chặt giãn cách theo quyết định 2860 của Ủy ban Nhân dân thành phố. Việc tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch ngay từ cơ sở, đảm bảo ai ở đâu ở đó là biện pháp cấp bách quan trọng để sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.